Kid Talk, lắng nghe hướng dẫn của mỗi bài học và bí quyết học từ vựng ngữ pháp giúp các em học hiệu quả hơn. Chơi trò chơi ở mỗi trang nhằm củng cố lại kiến thức. Theo như đánh giá của chuyên gia nghiên cứu, tuổi càng nhỏ thì khả năng tiếp thu ngôn ngữ càng nhanh và độ tuổi trẻ tiếp thu ngoại ngữ nhanh nhất là từ 3 đến 8 tuổi. Vì thế, các vị phụ huynh nên giúp bé làm quen với ngoại ngữ thông qua tranh ảnh, các trò chơi, bài hát. Sản phẩm viết điện tử Kid Talk của Công ty Cổ phần Giáo dục và Công nghệ Thành phố Thông minh được giới thiệu ngay sau đây sẽ mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa khám phá, chơi và học cho bé. Quý vị và các bạn thân mến, Kid Talk được phát triển bởi các chuyên gia ngôn ngữ với công nghệ mới nhất về điện tử và kỹ thuật lưu trữ âm thanh kỹ thuật số. Màn hình dán như là một cây viết nhỏ gọn, vừa vặn với tay bé. Chính vì thế, đây là một sản phẩm được thiết kế đặc biệt thích hợp cho trẻ em, được dùng chung với bộ sách giáo khoa tiếng Anh bậc tiểu học của nhà xuất bản giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm Let's Learn English và Start With English. Và đây cũng là lần đầu tiên tại Việt Nam, nhà xuất bản giáo dục đã liên kết để sáng tạo ra một sản phẩm ứng dụng trực tiếp trên sách giáo khoa. Chính vì thế mà nhìn trên sản phẩm thì quý vị có thể thấy luôn có logo của nhà xuất bản giáo dục Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra, để giúp cho các bé có thể học tiếng Anh tốt hơn và đạt hiệu quả cao nhất, thì sản phẩm này còn có thể ứng dụng được trên bộ sách My First Books, những cuốn sách đầu tiên của tôi, hay là bộ poster 26 tấm với những hình ảnh đầy màu sắc, cùng với bộ truyện cổ tích lôi cuốn và hấp dẫn. Đây là cây bút mang tên là Kid Talk, và để sử dụng cây bút này thì con chỉ cần ấn nút này nè, là mở nguồn lên nè, mở nguồn lên, rồi sau đó con lật đầu trang sách cho cô coi, đó, con nhấn nút vào đây đó để cho bút này nhận diện được là cuốn sách nào mình đang học ha. Rồi con đang học tới bài nào? Bài này hả? Rồi muốn nghe từ nào đâu, chỉ cô coi. Dạ, từ này. Rồi con chỉ cần cầm cái bút này ha, con bỏ vô chỗ con cần nghe. Hello Nam, how are you? Nghe lại nha. Dạ. Hello Nam, how are you? Đó, có nghĩa là mình chỉ cần đặt bút vào bất cứ một cái từ nào mình cần nghe thôi thì bút sẽ tự phát ra âm thanh rồi con nghe, rồi con đọc theo để mà học cái phần phát âm cho mình mà cũng học được cái phần nghe thật là dễ dàng nữa, đúng không? Rồi, nếu như mà con muốn nghe một cái từ này nhiều lần á thì con bấm và con nhấn vào biểu tượng lặp lại nè. Rồi, sau đó con nhấn vào cái từ mình cần nghe. Đó, sẽ lặp lại nhiều lần. Không chỉ là biết đọc giỏi nè, nghe tốt nè, mà chúng ta còn biết dịch ra nữa. Bởi vì cây bút này còn có chức năng là dịch sang tiếng Việt. Con chỉ cần chấm bút vào biểu tượng tiếng Việt nè, xong sau đó con chấm bút vào chỗ mà con cần dịch ra. Bạn có khỏe không? Lại nha. Dạ. Chào Nam, bạn có khỏe không? Đó, đây chính là biểu tượng để giúp cho con có thể dịch sang được tiếng Việt. Không chỉ giúp cho con nghe giỏi mà còn giúp cho con nói tốt nữa. Đó là chức năng thu âm. Rồi bây giờ chúng ta cùng thử nha. Chẳng hạn như là con muốn thu âm thank you. Thank you. Nghe lại nha. Thank you. Thank you. Đó, con đã đọc hay hơn rất là nhiều rồi. Con học hết một bài học hoặc là con cảm thấy hơi mệt, mình cần phải thư giãn thì con cũng có thể thư giãn cùng với người bạn Kid Talk này. Sẽ có những trò chơi cho con nè, con chỉ cần ấn vào biểu tượng trò chơi ở trên này thôi. Chấm vào thì chúng ta sẽ có những cái trò chơi rất là thú vị dành cho con. Rồi bên cạnh đó thì con còn có thể nghe nhạc được nữa. Con có thích học những bài hát tiếng Anh không? Dạ có. Học tiếng Anh với Kid Talk thì rất là dễ dàng và cả vui nữa, đúng không? Dạ. Con sẽ kêu mẹ con mua cho con một bộ. Mua cho con một người bạn Kid Talk này để giúp con học tiếng Anh giỏi hơn, đúng không nào? Dạ. Đúng vậy, quý vị phụ huynh hãy mua ngay cho con em mình Kid Talk để giúp việc học tiếng Anh của bé hiệu quả và dễ dàng hơn. Để tải phần mềm mới cho Kid Talk, các bạn hãy truy cập vào địa chỉ www.kid-talk.vn để nhận được hướng dẫn download và cài đặt. Thêm một đầu sách nữa chúng ta có thể dùng chung với viết Kid Talk, đó chính là bộ sách Tiếng Anh Văn Phòng với đầy đủ những kỹ năng cần thiết cho một nhân viên văn phòng theo đúng chuẩn quốc tế. Còn gì tuyệt vời hơn khi cả gia đình có thể học tập và trau dồi tiếng Anh cùng với nhau. Ghi âm giọng đọc và so sánh giọng đọc của các em với giọng đọc của người bản xứ. Tải phần mềm của sách các em muốn học hoàn toàn miễn phí. Tải những bài nhạc MP3 mà các em thích để giải trí bất cứ thời gian nào, bất cứ nơi đâu. Bộ sách tiếng Anh văn phòng dùng cho bố mẹ. Quý vị cũng hãy nhớ là khi chọn các quyển sách sử dụng với Kid Talk thì ngoài bộ sách tiếng Anh của nhà xuất bản giáo dục, chúng ta cũng có thể chọn các sách truyện có biểu tượng như thế này. Đều có thể sử dụng cùng với viết điện tử Kid Talk. Bên cạnh sản phẩm mà chúng tôi vừa giới thiệu thì chúng tôi cũng có viết điện tử cảm ứng với các chức năng tương tự dành cho các bạn sinh viên. Nhân viên văn phòng thì có thể sử dụng sản phẩm Smart Talk và sản phẩm Talk Talk thì dành cho các bé từ 3 đến 8 tuổi.